Thưa quý vị, hàng năm vào những ngày đầu xuân, các cấp chính quyền huyện Con Rẫy cùng các địa phương lại sôi nổi khí thế ra quân đầu năm nhằm chung sức đồng lòng xây dựng nông thôn mới ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới. Đắc Tơ Lung là xã điểm được chọn để tổ chức ra quân đầu xuân Quý Mão năm 2023 của huyện. Từ sáng sớm, bà con trên địa bàn xã đã tập trung đông đủ tại nhà rông thôn 4, làng Con Mông Tu để tham gia lễ ra quân. Bà con nơi đây quyết tâm góp một phần sức lực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Hôm nay trận điểm của thôn ra quân nông thôn mới, bản thân tôi rất vui và hào hứng trước cuộc buổi ra quân hôm nay. Với cái tinh thần tham gia hôm nay là tôi và bà con cũng tham gia rất nhiệt tình. Tôi sẽ cố gắng góp sức, góp công để cho cái đường đi vào khu sản xuất của nông thôn mới sẽ thuận tiện hơn. Với vai trò là một người đại bí thư chi bộ thôn, thì bản thân đã tổ chức hội họp các đảng viên để xây dựng phương án và sau đó là họp tới với bà con và triển khai và vận động tuyên truyền bà con. Thứ nhất là về tuyên truyền hiến đất để làm đường. Thứ hai là việc tuyên truyền về lợi ích sau này của việc được đổ bê tông vào khu sản xuất. Thì bên cạnh đó thì bà con cũng rất hăng hái tham gia. Đợt ra quân năm nay, xã Đắc Tơ Lung chọn làm tuyến đường bê tông vào khu sản xuất với tổng chiều dài 200m. Đây là khu sản xuất tập trung phần lớn diện tích của bà con nhân dân trên địa bàn xã. Tuyến đường được đầu tư xây dựng sẽ góp phần tạo điều kiện giúp bà con lưu thông, vận chuyển hàng hóa dễ dàng và an toàn. Đợt ra quân năm 2023 này, thì Ủy ban nhân dân huyện cũng chọn xã Đắc Tơ Lung là ra quân điểm của huyện. Thì trong công tác chuẩn bị ra quân, thì cũng như là cán bộ và đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã Đắc Tơ Lung nói chung và làng Con Mông Tu nói riêng, thì bà con rất hưởng ứng và tham gia nhiệt tình trong công tác chuẩn bị ra quân đầu năm. Trong thời gian tới, cũng như là thường trực đảng ủy, ủy ban hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận và các ban ngành cũng như là ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân duy trì những tiêu chí đã đạt được của nông thôn mới. Xã Đắc Ruộng tổ chức ra quân đầu năm với không khí sôi nổi và hào hứng. Chính quyền xã cùng bà con nhân dân trên địa bàn đã thực hiện hoàn thành các phần việc ngay trong ngày ra quân theo kế hoạch đề ra. Tôi là một người dân trong thôn, tôi rất là phấn khởi và vui mừng khi mà xã tổ chức lễ ra quân, dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm để cho xây dựng cái nông thôn mới. Tôi sẽ cố gắng động viên và tuyên truyền cho hàng xóm, cũng như là trong thôn, trong gia đình của từng người biết dọn vệ sinh để mà vệ sinh môi trường để xây dựng nông thôn mới ngày càng được tốt hơn. Ra quân đầu năm 2023, các địa phương trên địa bàn huyện thực hiện những công trình phần việc cụ thể thiết thực như làm đường bê tông nông thôn đoạn đi vào khu sản xuất, chỉnh trang đô thị, phát dọn dọc các tuyến đường, dọn dẹp vệ sinh môi trường khu dân cư, đường làng ngõ xóm, làm hàng rào, cổng ngõ, khuôn viên các công trình văn hóa, cải tạo sân nhà rông. Tất cả tạo nên khí thế hăng say lao động sản xuất từ những ngày đầu năm mới. Trên địa bàn huyện Con Rẫy thì 77 xã, thị trấn đều tổ chức ra quân xây dựng nông thôn mới ngay từ đầu năm để xác định được rằng việc xây dựng nông thôn mới là việc phải làm của toàn dân. Do đó là cũng như tỉnh và huyện xác định là chọn xã Đắc Tơ Lung làm xã điểm của cấp tỉnh và cấp huyện trong xây dựng nông thôn mới của huyện Con Rẫy năm 2023. Thì đến thời điểm hiện nay thì các xã thị trấn đều đồng loạt được ra quân. Qua báo cáo sơ bộ của các cơ sở thì đến thời điểm hiện tại bây giờ là bà con rất là hưởng ứng. Xác định việc ra quân xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ góp phần làm thay đổi diện mạo từng khu dân cư, giúp nhân dân phát triển, nâng cao đời sống. Hy vọng rằng trong năm 2023, huyện Con Rẫy sẽ đạt được những kết quả đáng khích lệ trong việc hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.